hay là nghĩa từ tây và ngâm nhom nhom tao bảo ông sư sẽ nghe nhom bạn hiểu chưa chị vô tao đi bom tắt tắt mở giờ ngờ tao về tí sư sẽ tao ngờ tao về nhưng mà ông sư sẽ ai có sân chùa tắt mặt đón hay giờ cũng vô đây hey mà vô đi chị vô hay dưỡng tục giả mau phi mau tiết nhưng mà tặng cây chô ấy nhưng ngay trung tâm tặng mang đại tập sạch nhà tế nhỏ bàn thơ tế ở ấy sao mày ấy chàm bay mau tiết chàm chục nhiều tiệt